Cái phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cho bút vẽ, bao gồm hai lệnh, là lệnh thứ nhất lệnh color là đặt màu với bút vẽ, ví dụ trong hình vẽ này chúng ta vẽ màu đỏ, và lệnh thứ hai lệnh pen size tức là đặt độ dày cho nét vẽ. Các bạn có thể thấy cái nét vẽ ở đây nó dày hơn cái nét vẽ của bài tập lúc nãy một chút, đấy là tác dụng của hàm pen size. Với lệnh đầu tiên color, chúng ta cần truyền vào một cái màu sắc, thì màu sắc ở đây có thể là tên màu như danh sách ở đây, màu đỏ, màu xanh, xanh da trời, màu đỏ xanh lá cây, xanh da trời, đen, vàng, xám, vân vân. Một cách khác để đặt tên màu là dùng mã màu RGB là Red, Green, Blue. Đây là cách biểu diễn màu ở trên máy tính và mình sẽ giới thiệu ở phần sau của bài học này. Đây là nội dung của bài học đầy đủ. Với những bài tập ở trong khóa thu gọn, chúng ta sẽ dừng lại ở việc sử dụng các khối màu với cái tên ở đây thôi. Và cái hàm thứ hai là hàm pen size, nhận vào n, n đây là cũng độ dày về pixel, độ dày bao nhiêu pixel, là điểm ảnh trên màn hình. Đây là một cái ví dụ vẽ cái ba cạnh của hình vuông giống như lúc nãy nhưng mà xoay theo chiều khác. Và trước khi vẽ chúng ta có hai lệnh để cấu hình bút vẽ. Thứ nhất là color red là chọn nét vẽ màu đỏ, pen size 5 là độ dày là 5, và chúng ta có thể thực hành nhanh ở trên ucode.vn. Các bạn vào ucode.vn bấm ucode của tôi và bấm thêm để tạo dự án mới. Và lưu ý lần nữa là các bạn sử dụng ngôn ngữ Python Writer nhé. Chọn đây Python Writer để chúng ta đặt tên cho nó cấu hình bút vẽ. Các bạn lưu ý là chọn đúng ngôn ngữ thì ở đây sẽ có hình con rùa ở cạnh cái logo của Python thì mới đúng. Và ở dưới này chúng ta sẽ có hai tab, một là cái bảng vẽ, hai là cái console Python Shell giống như mọi khi. Đây là cái bảng vẽ màu trắng thì mới đúng. From Turtle import sao. Sao nhé, và chúng ta đặt màu lúc vẽ color red pen size 5 forward 100. Đây là lệnh viết tắt thì mình sẽ giới thiệu sau. Forward 100 chúng ta vẽ đây. Đấy, nét vẽ rất là dày, chúng ta cho 15 dày hơn nữa. 15 này nó che mất cả cái dấu mũi tên thì chúng ta không nhìn thấy dấu mũi tên nữa. 5. Rồi. Nếu nó chuyển lên thành orange, nó chuyển thành màu cam. Còn các lệnh khác thì vẫn tương tự như vậy. Các bạn có thể quay trái, quay phải, đi tiến, đi lùi. Đây nếu mà chúng ta chuyển sang bên trái 90 độ và đi lùi, đi lùi 100 bước sẽ như thế nào. Quay trái ở đây là quay lên trên, nhưng đi lùi thì lại vẽ một nét xuống dưới. Đấy, nhưng mà các bạn lưu ý là cái mũi tên này, mũi tên vẫn trỏ lên trên tại mình quay trái, cái mũi tên vẫn trỏ lên trên nhưng mà nét vẽ lại chạy lùi xuống dưới. Rồi, thì các bạn có thể làm nhanh một cái bài tập cho phần này là vẽ hình vuông màu đỏ, độ dày nét vẽ bằng 3, độ dài cạnh là 120, tức cạnh này là mỗi cạnh 120. Các bạn thực hành luôn trên ucode.vn. Và một phút nữa chúng ta sẽ quay lại phần tiếp theo. Cái phần tiếp theo là phần cấu hình rùa. Như các bạn đang thấy là module tên là thơ thờ nhưng mà hình của bút vẽ mặc định là cái hình mũi tên, thì cái đấy chúng ta có thể cấu hình được. Ngoài ra chúng ta còn có thể cấu hình được tốc độ và ẩn hiện cái con rùa đấy nữa. Thì đây là một số hàm với việc đấy. Hàm shape là đặt hình cho bút vẽ, mặc định sẽ là hình mũi tên, arrow. Chúng ta có thể chọn hình thơ thờ để biến hình con rùa, circle hình tròn, square hình vuông, triangle hình tam giác, vân vân. Và để ẩn hay hiện cái hình bút vẽ này chúng ta dùng show turtle và hide turtle. Ví dụ ở trong ví dụ bên này chúng ta chọn shape turtle ra là biến thành hình con rùa ở đây, và nếu chọn hide turtle thì nó không hiện hình con rùa đây nữa mà chỉ hiện cái nét được vẽ ra thôi. Cái thứ hai là các bạn nhìn thấy con rùa bò rất là chậm, nhiều khi mình cần bò chậm như vậy để mình xem là lỗi sai ở đâu, nếu mình vẽ nhầm hướng xung quanh như nào.
Nhưng mà khi chạy thật, khi bạn chạy đúng rồi thì chúng ta muốn chạy thật là nhanh, thì chúng ta có thể dùng hàm speed truyền là than số 0 vào là nhanh nhất có thể. 1 tức là chậm nhất có thể, 10 là nhanh vừa vừa. Tức là speed nó hoặc n, n là càng lớn thì càng nhanh, riêng trường đặc biệt là số 0 là sẽ nhanh nhất. Vậy thôi, ở đây có bốn hàm nhé. Shape là chỉnh hình dáng của cái bút vẽ. Speed là chỉnh tốc độ vẽ. Và show turtle hoặc hide turtle là để ẩn hoặc là hiện cái bút vẽ. Và chúng ta sẽ thử thực hành ở trên này. Vẫn nghe chương trình lúc nãy, nếu mà chúng ta chọn thêm là shape turtle, rồi cứ thường nhé, nó chạy thử. Chúng ta nhìn thấy con rùa nó chạy, nó biểu hiện lên trên đi. Forward. Đấy, đây con rùa. Và nếu chúng ta muốn vẽ xong, chúng ta ẩn con rùa đi, chúng ta dùng hide đây. Hide turtle. Đóng bằng ngoặc. Đấy, khi vẽ xong con rùa bị ẩn đi, chỉ còn cái nét mình cần vẽ thôi. Rồi cái cuối cùng là về tốc độ vẽ, chúng ta phải dùng lệnh speed đây, không rồi vẽ rất nhanh. Đấy, các bạn hầu như là không nhìn thấy quá trình di chuyển đó. Nếu mà để một rồi vẽ rất chậm, chúng ta nhìn rõ được động tác là quay như thế nào. Đấy, thì với hình phức tạp mà nhiều khi chúng ta cần phải vẽ chậm lại để chúng ta nhìn xem là sai hay đúng. Sau khi đã kiểm tra đúng rồi thì chúng ta lại chỉnh lại thành speed 0 để chạy nhanh nhất có thể, vòng 10 không là nhanh nhất. Ok, và đây có một bài tập nữa là chúng ta đặt hình dấu bút vẽ thành con rùa, tốc độ vẽ là chậm nhất có thể, vẽ hình tam giác đều màu cam, độ dày nét vẽ là 5 giống như hình dưới bên này, cạnh dài 150. Và sau khi vẽ xong thì chúng ta cần ẩn chú rùa đi. Đấy là một số kỹ thuật mà mình vừa giới thiệu xong, thì các bạn dành khoảng 2 phút để làm bài tập này, sau đó chúng ta quay trở lại với phần chữa bài.